Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách trẻ hóa một cây hoa lan già yếu, giúp cây được hồi sinh rất nhanh, mà ai cũng làm được. Khi một cây hoa lan đã già yếu, và trên đây có những chiếc lá đã bị khô, các bạn hãy gỡ bỏ hết tất cả những chiếc lá khô này. Và chúng ta sẽ cắt bỏ hết những rễ bị hư và những rễ khô. Và những cành hoa này các bạn hãy cắt ngang đây. Và trên đây đang có phần ngọn. Các bạn đừng gỡ bỏ phần này ra để giúp cho phần ngọn này sẽ được hồi sinh, phát triển tốt hơn. Các bạn hãy sử dụng 4 tép tỏi. Tỏi có tính kháng khuẩn, khử trùng và giúp cho cây hồi sinh được rất nhanh. Sau đó hãy cắt nhỏ ra. Và cho tất cả tỏi này vào lọ. Cho vào 1 lít nước. Các bạn sẽ đậy lại và để trong 1 ngày. Sau 1 ngày, các bạn sẽ lọc lấy nước tỏi này. Sau đó các bạn sẽ phun trực tiếp lên những chiếc rễ này để giúp cho cây được kháng khuẩn và khử trùng. Và sử dụng nước tỏi này. Các bạn sẽ lau cho chiếc lá còn lại. Tuy còn một chiếc lá duy nhất, nhưng nó sẽ giúp cho cây trao đổi chất. Và cách làm này để giúp cho những chiếc lá không bị nấm, côn trùng. Khi chúng ta phục hồi cây sẽ phát triển được rất nhanh.
Sau đó các bạn sử dụng kem đánh răng. Và chúng ta sẽ bôi vào phần này của cành hoa. Nó sẽ giúp cho cành hoa không bị nhiễm khuẩn. Các bạn cho nước tỏi vào đây. Và để như thế này trong 30 phút. Và sử dụng phần nước tỏi còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan. Các bạn nên thực hiện 14 ngày một lần. Hoa lan sẽ có được những chiếc lá xanh tốt và khỏe mạnh hơn. Nó sẽ loại bỏ các loại côn trùng như là bọ trĩ, riệp, nhện và giúp cho những chiếc lá lan luôn xanh tốt, cứng cáp. Rễ sẽ phát triển được khỏe mạnh. Sau đó các bạn sẽ lấy ra. Và hãy sử dụng những chai nhựa đã được rửa sạch. Sau đó các bạn sẽ đặt vào đây. Và các bạn sẽ cố định lại. Sau đó các bạn sẽ cho rêu vào. Sau đó các bạn cho nước vào và chỉ tưới vừa đủ ẩm. Đặt cây ở những nơi có ánh sáng và thoáng mát. Trong những ngày bình thường, các bạn chỉ tưới khi phần này vừa khô, không được tưới quá nhiều nước. Và đây là thời gian sau 2 tháng tiếp theo. Cây đã bắt đầu phát triển được, rất khỏe mạnh. Và để đã phát triển rất tốt với cách làm này. Một phương pháp rất tuyệt vời để các bạn có thể giúp cho những cây hoa lan của chúng ta phát triển được nhanh và khỏe mạnh hơn. Và đến giai đoạn này, các bạn có thể cắt ra để chúng ta trồng vào chậu mới.
Sau đó các bạn sử dụng một ít kem đánh răng bôi vào phần này. Và chúng ta thường xuyên dùng nước để tưới vừa đủ ẩm. Nó sẽ giúp cho cây hoa lan nhỏ được phục hồi rất nhanh. Và đây cũng là một trong những cây hoa lan mà mình cũng đã thực hiện thành công với phương pháp này. Hai cây hoa lan nhỏ đã được phát triển rất tốt và khỏe mạnh. Bây giờ chúng ta sẽ trồng lại cây với vỏ thông. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.